shopinhao.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopinhao.vn. shopinhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Cavani nha các bạn. Sau khi mà mình làm clip về vị tướng Hayate thì có một bạn bình luận về vị tướng, bảo mình làm clip về vị tướng Cavani thì đây, có cà phê ly luôn, tướng tủ luôn. Khẳng định với các bạn luôn, đây là tướng tủ của mình nhá, chứ không phải là cái con tướng mà mình tập chơi hay là mình vào mình chơi hên xui mây rủi đâu. Tướng tủ các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ cầm vị tướng Cavani đi rừng nha. Đi top thì cũng đâu, đi AD cũng được thôi. Ui ôi, rồi xong luôn, trời ơi may quá, không có đủ đam. Ồ, tí nữa mất còn blue luôn, cũng như tí nữa luôn mất luôn cả cái mạng luôn rồi. Ôi nguy hiểm thế nhờ. Gặp cái thanh niên gọi là đánh cái con tướng pháp sư đó thì sợ thế cơ chứ. May thiệt cho mình luôn đấy. Thôi được rồi, mình biết nó sẽ vào nó cướp bùa ấy các bạn. Bởi vậy đâm ra mình cố tình lôi con bùa xanh nó chạy vào trong cái bụi chứ. Nếu mà mình không lôi vào nó căn đam là chết mình luôn. Ui dồi ôi, ăn mấy con quái này cho nó lên cấp đấy nha. Với lại pháp sư tên mình không có thì mình bắt buộc phải ăn thôi. Này, lướt qua này, trời ơi đâm mặt thẳng vào cái tường, nó đục đùng một cái. Muốn bẻ cái mông, muốn thông cái má luôn á. Sợ quá, sợ quá. Bùm. And... trong những cái vị tướng sợ thủ thì mình khá là thích thú với vị tướng Cavani này. Con này có thể đi rừng cũng được mà đi AD cũng rất ok nha. Cavani thì nó trang bị nó cũng hơi độc dị một tí. Nếu như các bạn chơi Cavani nhiều thì các bạn cũng biết rằng một điều, con này rất là cần tỷ lệ chí mạng. Tỷ lệ chí mạng nó càng cao bắn nó càng phê nha các bạn. Nhưng mà trận này thì mình sẽ đăng lên cho nó cái trang bị đó chính là ngọc sát thương chí mạng nha. Sát thương chí mạng 36% luôn cơ. Thế cho nó máu lửa. Bởi cái bảng ngọc này cộng thêm với cả những cái món trang bị mà mình chưa lên được thì mình sẽ đánh về cái kiểu cuối trận mình mới mạnh. Đầu trận thì không thể nào mạnh được nha. May háo bới, may háo bới. Trời ơi. Ui ui, một mạng đầu tiên chiến công đầu. Quá xa lạ luôn rồi. Mình đang sử dụng cái bộ trang phục phi hành gia nha các bạn. Một trang phục kỹ năng hiệu ứng bậc S hữu hạn. Cái trang phục này là ngày xưa nó nằm trong sổ sứ mệnh nha các bạn. Nếu mà đánh giá đợi ai, ai mạnh thế. Van heo tốc biến tính ulti một phát chết mình luôn, nhưng mà rất tiếc bạn ạ. Đời không như mơ đâu. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây nào. Thôi em chạy đây. Tính mình tính lao vào mình xịt cho một cái. Nhưng mà tem bạn không có ai, ít máu. Nó còn nhiều máu hơn cả mình nữa thôi. Đập luôn, đập luôn, đập luôn. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, xong luôn. Cái thằng pháp sư rùa nó đánh kinh thế. Mày chết. Khó chịu thật đấy các bạn ạ. Trời ơi, vào nó quay cái chiêu 1, chiêu 2 nó pheo 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 một cái chết ngắc luôn. Khiếp đảm. Ui dồi, ui dồi ôi. Thôi đi farm thôi. Cứ từ từ các bạn ơi, bình tĩnh thôi. Hôm nay úp clip hơi trễ một chút nha. Nhưng mà mình cũng rất là cảm ơn các bạn. Mặc dù kênh YouTube của mình ít lượt xem, ít lượt bình luận, nhưng mà lượt like thì cũng được 500-600 lượt like. Đó là lâu lâu mình chạy vào mình thấy lượt like nó cao nhưng mà không có ai bình luận, mình cũng cảm thấy rất là vui. Nhiều bạn xem clip của mình, các bạn cũng không có ý định muốn bình luận hay là làm gì hết, nhưng mà các bạn vẫn like cho mình. Thế là mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều rồi đấy. Có clip 600-800, có cái gần 1000 like luôn. Phê. Nói chung là phê. Bum. Bum bum. And... đấy cũng là một cái động lực để mà mình cố gắng duy trì kênh. Mình sẽ vẫn cố gắng làm clip cho tất cả các bạn xem. Và mình sẽ không từ bỏ cái ý định trở thành một YouTuber nổi tiếng của mình đâu. Mình sẽ cố gắng trở thành một YouTuber. YouTuber cha bùm. Oh my god. Ăn luôn. Đập luôn, bắt man luôn, sút luôn. Ấy, lên luôn. Lên luôn. Bù 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 bù. Ê ê, con hàng, con hàng này. Con hàng đi đâu, lấm tiền. Batman kìa, Batman đằng sau. Đúng rồi, hay quá. Ngon. Tuyệt vời không mặt trời. Ok, 2 kill rồi. Hỗ trợ hơi bị nhiều luôn. Mình là xạ thủ đi rừng nhưng mà hỗ trợ hơi bị nhiều.
mình thấy có hai vị tướng xạ thủ đi rừng, đó chính là Cafini và Hayate, là hai cái con tướng đi rừng khá là xịn sò nha, mà mình thấy nó rất là xịn ở thời điểm hiện tại luôn. Còn ví dụ như là Slim hay là Violet ấy, đi rừng ấy, thì mình thấy nó rất là dễ bị với mấy thanh niên Batman nó cam, rất là khó sống. Nhưng mà Cafini với cả Hayate thì mình nghĩ rằng sự thật nó không phải như thế. Batman ăn mình cũng rất là khoai. Rồi, đông quá kìa trời. Wow, 1, 2, 5 người. Một em, cha, bùm cha. Ôi dồi ôi, cái gì vậy? Sao cái thằng Mitty bên kia nó xả có một cái combo chiêu 1 hay 1 hay là chiêu 2 gì đó mà nó tụt huyết áp mình luôn kìa trời. Khó chịu đấy nhở. Thật sự quá khó chịu luôn. Bực mình thật đấy chứ. Đã còn gây máu, mình đang tính măn me vào đấy ăn được double kill triple đồ. Em mới lao lên chưa ăn được mạng nào, hỗ trợ không nó dã cho cái Violet nó bắn cái tạch cái nghéo luôn. Tức thế. Ok, hiện tại đang có hút máu này. Chí mạng đầu trận nó hơi thấp. Do các bạn Ngọc đó các bạn. Do bạn Ngọc không có tỷ lệ chí mạng, chỉ có sát thương chí mạng thôi. Nếu như mà mình mà có ý định gọi là cầm vị tướng Cafini này mà muốn mạnh đầu trận thì các bạn lên trang bị cho nó tỷ lệ chí mạng sẽ... Ơi, lao vào. Lao vào chi vậy? Rồi xong thấy vợ tôi luôn. Vãi cả nồi ạ. Batman nó làm cái đùng cái mình chết rồi nó cũng chết theo. Cái này người ta gọi là một đổi hai khoai cũng đổi. Mình xài cái phù hiệu linh tinh này sai lầm. Thật sự với các bạn là sai lầm lớn luôn. Xài phù hiệu linh tinh này đi rừng là sai quá sai luôn. Đáng lẽ là mình sử dụng cái phù hiệu kia tên là gì nhỉ? Cái phù hiệu gì mà khi mà mình bị tem bạn nó đánh một cái nó tạo ra một cái lớp giáp ảo á. Mình quên tên rồi, nhưng mà phù hiệu đó mới ngon chứ. Cái phù hiệu linh tinh này đi AD thì ngon chứ còn đi rừng không ăn thua. Sai lầm từ cái vấn đề cầm phù hiệu rồi. Đừng ra chết nhiều quá. Nhưng mà trận này đen các bạn ạ. Hỗ trợ không à. Ui dồi ôi. Chiu. Bùm. Vô đây. Van Hell bốc biến luôn hả? Tốc biến nè cưng. Rồi. Tới. Đủ. Batman nó tính ăn mình các bạn ạ. Thôi mình đi về mình farm trước nha. Để mình farm xíu đã. Có tiền mới làm phiền được cho em bạn chứ. Giờ thì mình sẽ lên cho nó thẳng cái món trang bị, đó chính là thần diệt cung luôn nha. Diệt thần cung luôn nha. Cái trang bị này nó có tốc độ đánh cộng thêm tỷ lệ chí mạng. Ấy, cộng thêm có xuyên giáp luôn. Mình sẽ không cần phải lên kiếm Muramasa hay là kiếm không cần phải lên thêm xuyên giáp thường long hay Muramasa thường xuyên phá gì hết trơn. Diệt thần cung vậy là đủ rồi. Sau cái món diệt thần cung này mình sẽ lên cho nó một cái món cực kỳ bá đạo nữa, đó chính là cung tè me. Wow. Này thì bướng với Hảo này. Hảo tới rồi đây. 639. Trời ơi, tôi chơi tất tay với anh luôn đó anh Batman. Anh có ngon anh tìm tôi đi anh ơi. Có ngon này bước vô đây luôn đi. Lượm em luôn đi anh ơi. Van Hell. Quả cầu băng xương à? Quả cầu băng xương này. Ghê chưa? Các bạn ấy thấy sự lợi hại của Cafini trong tay mình chưa? Tướng tủ mà. Lúc đầu là do mình cầm cái phù hiệu đó sai, đâm ra mình mới toang thôi chứ. Mới chết 3 mạng thôi chứ. Nếu mà mình cầm đúng phù hiệu trận này thì thôi luôn các bạn. Chỉ là con tép bám mép con mèo. Mình lụm một cái nào là lụm được cái đó luôn á. Pum. Bang. Violet này. Không đủ tầm. Không có đủ tầm. Ủa hai người đông hả? Đông thế. Van Hell chết này. Chết Van Hell này. Ơ không. Thiệt tình luôn. Van Hell đâu đấu lại mình đâu. Violet cũng không solo lại mình đâu.
mà team bên bạn nó đông quá, nó có hai thằng lận, nó cấu rỉa máu mình khó chịu quá, mình mới chết đấy chứ. Chứ nó solo bất cứ vị tướng nào team bạn mình cũng không ngán. Tại hiện tại mình đang khá là xanh ấy. Tiền mình đang rất là ok. Nhiều. Kìa. Lụt nó đi anh em. Lên cung 8A nha. Rồi 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 rồi. Tới cung kiện rồi. Ủa 8k vàng. Tem bạn Van Heo có 6k8. Thu mình cả 1k vàng. Thế thì ăn thua gì. Ăn thua gì. Ra đây ra đây ra đây. Ra đây. Rồi xong, hồi nãy làm gì tui hả bạn? Hồi nãy bạn làm cái gì tui? Lấm, hê 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 hê. Đâu, Batman đâu. À, đủ Van Heo, láo cá. Ra đây, 1, 2, 3, chơi nào. Úi giời ơi. Alice ăn mạng qua đấy hay vậy. Hồi cho bình máu, có bình máu đây mà, hồi cho cái này. Ôi ôi. Giật hết cả mình. Làm hu hồn con trồn. Trời ơi, trận này hỗ trợ gọi là bao la bát ngát luôn các bạn. Hỗ trợ 11 mạng luôn. Chết hơi nhiều. Do mình cầm phù hiệu này thì mình cảm thấy nó hơi sai. Kệ, hôm sau mình sẽ làm lại nha. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, trận này mình gánh. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Anh em xem clip của mình đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Bạn nào mà muốn mua nick thì vào shop của mình nhá. Anh em vào shopanhhao.org hoặc shopanhhao.vn. Shopanhhao.org thì mình bán nick VIP nó giá rẻ hơn. Nhưng mà shopanhhao.vn thì nó sẽ có random 10k và random 50k. Đấy, anh em muốn mua nick nào thì mua, cứ vào mô tả là có hết nha các bạn. Rồi. Không mà ăn gì được rồi. Tên bên kia nó đông quá. Nó đông quá đâm ra mình không chơi được. Ôi ôi anh ơi, hồi máu nè, ghê chưa. Trời ơi, cung tà ma bá đạo quá các bạn ơi. Ôi còn xíu máu mình hồi một đống máu. Cuối cùng mình xả đêm hai phát, vị tướng Van Heo và vị tướng rua tên bạn là leo teo pheo luôn, nằm một đống. Nên ra bỏ mạnh thôi. Anh em thấy bán nào chưa? Ô. In. In. Boom. Rồi xong Batman rồi. Không bao giờ có đường về các bạn ạ. Đường đâu nữa mà về. Đường về ô tím em ơi xa quá. Trời mùa đông ngay vẫn hay đi về. 12Q. Ghê chưa. 12 mạng luôn rồi đó các bạn. Tướng tủ. Trời ơi cày thuê mà cứ đánh thế này không. Mấy mà có tiền ha trời. Tiền về. Cái nick của anh chàng đẹp trai này cũng khá là nhiều skin các bạn. Trời sướng, bật cung tà ma lên, xóa đi. Trời ơi, chít bô kêu. Xóa đi. Ăn 3 mạng mà vẫn còn đầy một cây máu. Quá đẳng cấp. Anh em cho mình một like lấy động lực đi nào các bạn. 15 kill rồi. Chờ một thành viên các bạn nữa. Đây, Batman này. Batman này 16 kill. Còn ai nữa không? Bước ra đây luôn đi. Cho mình oánh một lần luôn nè. Ok, trận đấu của mình tới đây là kết thúc mất rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye.